mà chê quỷ hờn khi nhìn thấy những chú chó này. 1. Chó Puli. Đây là giống chó chăn cừu hữu dụng của người Hungary, nó rất thông minh và biết nghe lời. Chó Puli khác hẳn với những giống chó khác bởi sở hữu bộ lông có 102 sợi dài, bện chặt vào nhau. Bộ lông này khá hữu ích vì giúp chó Puli giảm đau khi xảy ra va chạm và lông cũng không bị thấm nước. 2. Chó Affenpinscher. Giống chó này có khuôn mặt giống loài linh trưởng, tính cách hiếu động, dễ thương, vui tính và tình cảm. Bộ lông xù xì màu đen hoặc xám đen nhưng không bị bện vào nhau của chó Affenpinscher là điểm nổi bật. Khuôn mặt chó Affenpinscher cũng có lông khá rậm và tai của nó hơi nhọn. 3. Chó Bergamasco. Chó Bergamasco có bộ lông độc nhất vô nhị, sợi lông rất dài, xoắn và bện thành từng chùm xếp chồng lên nhau chẳng khác gì một tấm thảm. Chính vì sở hữu bộ lông đặc biệt như vậy mà chó Bergamasco không lo bị lạnh vào mùa đông. 4. Chó Lowchen. Đây là một trong những giống chó hiếm và đắt nhất thế giới. Trong họ hàng nhà chó, Lowchen được coi là có gu thời trang ấn tượng nhất. Bộ lông của nó dài, siêu mượt và lượn sóng đặc trưng. Điều kỳ lạ là lông của chó Lowchen chỉ mọc rậm ở nửa thân trên, đuôi và khoeo chân.